cho, thì cái tâm người ta cũng đã nhất trí bỏ ra cứu người. Người ta giết mình rồi mình không chết, mình cứu lại người ta coi người ta sợ mình hay không. Chú hiểu chưa? Thì bây giờ cái cảnh này đó là cái cảnh cuối rồi, là hạ mơ ngoan mà pháp rồi, kỳ ba rồi. Thì con Phật á, thì Phật trước Phật phù hộ độ cho con Phật. Phật dắt, Phật dìu đi theo Phật. Còn con quỷ, con ma, con quỷ thì đi theo quỷ, con ma thì dạy theo ma. Mấy chú nhìn không ra thì nó mít lòng, nó mít lòng á thì nổi lòng sân lên thì bỏ xác. Tranh sâu hơn cho gõ tài ba mà, cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Thì chiếc chiếu manh để giành, giành lại cúng, cúng lại cái chiếc chiếu manh đó để chạy cúng lại đó, rồi giành giật tiền ăn đó, rồi tới đây rồi thấy cái cảnh mà ê hề thay phơi. Dũng bục chim bay về núi thì đông, mà tới chừng họ chết họ nằm trong vũng bùn. Trời, con này nghe huyền bí vậy sao? Tại vì người ta lên đây nè, người ta cúng lại nè, mà người ta đi thăm cảnh không à, người ta không có thật tâm. Chỉ là ta đi tham quan du lịch chơi thôi. Người ta nói sợ chết, người ta chạy lên, người ta lại, là người ta về. Người ta xá chuyến này chắc bỏ tội người ta rồi. Mà cái tâm của người ta còn ác, làm sao mà không chết nằm trong vũng bùn được? Mà sư huynh ơi, em cũng suy nghĩ cái điều này nè sư huynh. Nhiều người á, ta đi non đi núi, ta lấy ta cột vô cây này cái kia đó, mà tụi nó để gửi đau gửi bệnh mà thấy đau bệnh trong người mình mà sao mà gửi được sư huynh? Ai mà nhận cho chú ơi, nếu mà cái tâm chú còn ác rồi ai mà nhận. Ví dụ giờ tôi nói với mấy chú nè, những người mà bên du di người ta làm đó, người ta bị mà ở trên khiển đi đó, chú thấy có cái người nào mà người ta được sống sung sướng không? Người ta ở bờ, ở bụi, ở gốc cây vậy sao người ta không chết đi cho rồi? Mà mấy chú có tiền, mấy chú bo rồi, mấy chú trốn ở trong ở trong phòng chú bắt máy lạnh, rồi chú đi chú ăn ta ni rồi mang về đót, rồi chú chải tóc láng cót ở trên lầu rồi vậy mà cho chú chết, chú bỏ cổ đi. Thì tới ngày tắt thở đó, chú phải cũng có ngày quyết định mà tiền bạc nó phải bỏ mình ra đi. Còn mình làm ra mình có bố thí đó, trời Phật mà dòm ngó mình đó, cái việc bệnh của mấy chú tự nhiên hết. Tôi có con mắt, sao mấy chú nhìn tôi, mấy chú không biết tôi con mắt mà cho mấy chú nói tôi hai con, lạ không? Tại thấy vẫn hai con bình thường mà sư huynh. Thì sao không học bình thường đó, đó mù rồi mà sao bình thường? Bể xương chờ, bị đập bể xương sọ rồi sờ về bể xương tùm lum hết trơn mà đi không nổi mà sao mà bình thường được. À sư huynh ơi, mà có một số quý anh chị muốn biết về cuộc đời của sư huynh trước khi về cái con đường này nè sư huynh. Tôi về chứ ai về, mà ý là người ta muốn biết trước khi mà trước khi nữa là cuộc đời của sư huynh như thế nào á, mình là người đời như thế nào sư huynh? Trước khi đó tôi nói với mấy chú á, trước khi đó ta người đời là đá gà, quánh bài. Quánh bài thì không có mà đá gà. Ăn chơi nhưng mà rồi cũng lo cho vợ, lo cho con, mà chơi một phần nào thôi. Anh hùng nghĩa tử anh hùng tận, nhưng cơ trời không cho tận. Người ta làm phải cái điều quấy, người ta không có làm, chơi trời không có cho người ta tận. Cho nên ngày hôm nay mới lên tới non này gặp mấy chú. Nếu mà tận thì chắc có lẽ tôi không ngồi gốc cây mà tôi lái lên tới đây. Nhưng tôi nói với người là gốc cây nha, gốc cây nó dễ coi hơn, nhưng mà cục đá vậy đó mà nó vô vi, vô hình vô tướng. Chú không có tưởng tượng được. Vì là ai lao chùi như lao kệ anh ta. Tất nhiên tôi nói với chú câu này, tôi trai tâm, trai tánh, trai lòng, trai như cục đá mặt người chùi lao,
hào ba bốn thế có ai, toàn là kẻ gian ác không hào chú ơn. Muốn chết rồi ta cho chết luôn, chú tới cái chỗ ở rồi, khổ sở như thế nào chú thấy chú biết rồi. Dạ. Tôi ở tận nhà lá một căn, mà người ta biết niệm Phật kêu thì mình cứu ta liền. Dạ. Tự nhiên mà sao mà tôi đi truyền miên gì, tao vậy sao tôi đi truyền miên gì được. À không, thay vì chú đi chú nè, chú điên rồi, chắc chú điên điên đời á. Thì chú đi việc đời, chú đi kiếm chuyện với người ta. Còn sao mà tôi điên mà cái việc gì mà ở đây mà tôi có biết gì đâu mà tôi tới. Dạ, sư huynh nói như vậy thì có người cũng thắc mắc là nói gì là tại sao sư huynh điên khùng như vậy mà sư huynh biết là sư huynh là người điên. Vậy chứ chú nghĩ đi, cái bệnh mà người ta không chứng nhận chú ai không mà người ta phát tiền lương cho chú tháng mấy trăm ngàn. Dạ. Chú không bệnh lại nhà nước phát tiền chú, nhà nước công nhận chú mà bị quýnh thương tật 60% không, mà chú thấy là cái cảnh khổ là người ta quýnh mà không có bồi thường một xu, mà lên tới tòa án người ta ngu mà anh em người ta còn phải muốn giết luôn. Nói mù rồi sao không mắc con mắt luôn. Tôi sao chứ cho móc được mà mù lại sáng mới lạ đó. Con mắt của tôi đó hiện thời bây giờ đó là mù vĩnh viễn, nhưng tôi nhìn chú bằng hào quang. Tôi muộn con, tôi chú đi lại tôi không? Chú chạy xe đạp ban đêm chú chạy lại tôi không? Chú chạy không đa không đèn bằng lại tôi không? Chú xe ngựa không đèn đi, chú đi lại tôi không? Nếu mà lại tôi rủ chú đi chơi. Còn chú nói mà chú cởi đó được thì chú cởi gốc cây được, tôi cho chú mượn chú cởi. Chú phi vài trăm cây số như tôi chơi. Thuốc khớp đông y thế hệ 2 làm hết viêm, thoái hóa, sưng, đau, cứng khớp, hạn chế hiệu quả bệnh tái phát, viêm khớp dạng thấp gây cứng. Nói mình sống đời, mình sống làm sao không có gì qua cái phước đức. Tôi nói với mấy chú làm hề ăn hiền ở làng thì chú gặp được cái sự may mắn của Phật trời ban cho. Chú thấy không có mà lại có, chú thấy ta chết rồi mà ta không chết. Tôi đi tôi nằm gốc cây bụi cỏ nè, mà mình mãi tôi có dính sình đâu, ba bốn ngày tôi không tắm có dơ đâu. Mà điều em thấy là điều lạ là em đi ra mồ hôi rất nhiều mà sư huynh không ra mồ hôi luôn. Thì chú lên đây tới đây chú biết rồi đó, chú thở hì hợp chứ tôi đi bình thường. Dạ. Tôi người bệnh sao tôi đi như chú được. Mà tôi đi thì tôi nói chú á, tôi đi theo tôi làm theo tôi, còn việc ai thì nấy làm, kẻ ngược thì người xui. Tôi đây đâu có nói gì hết, tôi cứ lai gai trên đường. Nếu mà ai thương thì nhờ, ai ghét thì chịu, chứ mình không có nói gì hết. Mà nếu duyên trời cơ định đã cho thì cái tâm người ta cũng đã nhất trí bỏ ra cứu người. Người ta giết mình rồi mình không chết, mình cứu lại người ta coi người ta sợ mình hay không. Chú hiểu chưa? Ai có hỏi tôi về cái việc đó tôi trả lời cho chú nghe đó. Người ta cố tình người ta giết mình chết. Tôi nói với chú mà dịch nào qua nhà người ta, ta bắt trả lại mà chú đó chém người ta luôn đó. Chú thấy phi thường chưa? Không tham, không sân, không si. Mà bắt dịch bỏ qua nhà người ta, rỡ qua ta bắt ta phải trả lại mà chú kia chú ác ôn, chú xách dao chú chém người ta luôn. Mà thưa lên rồi á, tự người ta công an ta xử luôn chứ khỏi xử rồi có mặt ai hết. Vợ của người ta gì không có. Tự xử. Rồi cái chú đó, chú nói là cái tôi nè, bên tôi nè, đi vô nhà người ta, con người ta làm việc đi vô nhà người ta, đi ăn trộm ăn cắp,
chặt mít chặt giường người ta, chặn đường quýnh con người ta. Mà bên chú làm việc chú đến chú khảo sát không có, chú phạt ta 200 ngàn tiền án hình sự. Còn ta không có chém cái người mà quánh ta, ép tội ta 2%, với ta ở tù 7 tháng. Ghê chưa? Vợ ta đưa lên cao cao một chút nữa, cho người ta ở tù là bao nhiêu đó tôi cũng quên rồi, tù giam lỏng gì đó, ở xóm làng gì đó tôi không rành đúng đâu, tù đời tôi không rành đó. Cũng bắt ta ở tù, rồi ta về nhà lên tòa, tòa tự xử tự tiên, chứ đây người ta không nói gì hết, tao cũng biết gì đâu trả lời. Ta ngồi im ru rồi tòa tự án tự tiên, vợ ta không chịu thì tòa tự tiên gửi về nhà. Rồi mà gửi là gửi ở xa chứ không gửi tại gia, là không có đưa cho gia đình người ta biết, là đưa tại chính thân tôi người ta nhận, gửi truyền tay đó. Tôi kể sự việc cho rồi nó vậy đó mà bắt tội người ta, tính giết ta chết luôn. Nên giết gì được, tôi nói mấy chú mà mấy chú ăn ở đúng hiền lành đàng hoàng rồi ha, tôi bảo đảm mấy chú thấy chết mà chú lại sẽ sống, mà chú thấy không mà lại chú mới có, chú sợ chưa? Chứ đó là phải là cái nghiệp do cái nghiệp của hình tướng sư huynh không sư huynh? Đâu phải nghiệp, của mà của quý á, cái lâu á, và cái của một khi á mà ổ mà quên á thì cũng thua người ta à. Không bằng giữ cái thân, cái thân còn là mình còn tạo ra tất cả, còn cái thân mình mất thì là cái tạm giả trần gian. Mà sao cái giả cái tạm này mà nhiều người lại mê muội người đóng đuối vô dữ sư huynh, ta đâu biết về cái khổ của chị. Danh lợi thấy chú làm được ta cũng làm theo, thấy người ta thấy giúp cái nghèo đó, rồi cái nghèo đó người ta cũng muốn làm theo vậy, nên người ta giàu lên. Em là người đời thì em chạy theo vật chất không nói đi, mà nhầm người không nói đời mà cũng vật chất ta chạy theo nhiều lắm sư huynh. Tôi nói chú vật bất là ly thân, ví dụ như chú nhận cái vật đó mà chú dùng bất nhân bất nghĩa thì thân chú sẽ tàn và xác chú phải hoại diệt. Thì bây giờ cái cảnh này đó là cái cảnh cuối rồi, đại hạ mơ ngoan mà pháp rồi, kỳ ba rồi. Thì con Phật á thì Phật rước, Phật phù hộ độ cho con Phật, Phật dắt, Phật dìu đi theo Phật. Còn con quỷ con ma, con quỷ thì đi theo quỷ, con ma thì dạy theo ma. Mấy chú nhìn không ra thì nó mít lòng, nó mít lòng á thì nổi lòng sân lên thì bỏ xác. Tranh cho hơn cho gõ tài ba mà, cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Thì chiếc chiếu manh để giành lại cúng lại, cái chiếc chiếu manh đó để chạy cúng lại đó, rồi giành giật tiền ăn đó, rồi tới đây rồi thấy cái cảnh mà ê hề thay phơi. Cái màn này có phải là màn ba không sư huynh? Màn ba mà chiến này chiến rò chót, rò chiều chiến chót. Nếu mà chú nhất tâm nhất định đó là chú là thành người. Còn tâm trí ý huệ khẩu nhãn lưỡng thiệt của chú mà còn quá nhiều ở trong tâm chú thì chắc của chú không được về đâu. Âm ti địa ngục nó ở bên tàu á, người nào mà nghe nói dạy á thì đi về Diêm Vương. Còn miễn mà thương á tôi á thì đi theo á những người mà có tình thương đó mà sống với họ sẽ còn mà đi với con đường ác á sẽ mất. Vậy thôi, hai con đường tình thương, con đường đạo đức, con đường thiện và con đường ác. Thì cái hàng dừa đó mấy chú thấy rồi, để là hàng dừa phải không? Cây dừa đó
như cây dừa giùm tôi đi. Thì tới ngày đó chú không có đập đầu gốc dừa chú chết. Dạ. Còn mà chú đi bên đây cái gặp người kia dai giàu sang hơn, cái chú đi bên kia cái tới chừng đó cái chú thấy cảnh khổ, cái chú chết, cái chú nói hồi đó phải theo ông Phật chắc ngon. Yeah. Theo ma theo quỷ sao con giờ khổ ghê. Khổ hay không là do mình. Khổ hay không do mình. Vì là khói hẳn cũng ra mộn hơi sư huynh. Sao còn kịp nữa. Sao kịp nữa. Mà thường thường cái xác phàm là cái tâm ma nó nhiều hơn tâm Phật phải không sư huynh? Xác phàm là xác tục lỵ. Tục á là tục lỵ á biết không? Dạ. Tục là ăn nói tục tiểu bậy bạ và làm lưỡng phiền người khác ta gọi là tục lỵ. Đó. Đi bộ X1 Omni. Trạm xả tự động tất cả các mục đầu tiên có thể tự động nạp ngăn chứa nước, giặt sấy giả lao và xả ngăn chứa bụi. Ok. Còn chí một hàm phu thì tất nhiên là cái chí của con người nó ngu dốt lắm, nó suy nghĩ gì đâu không à, mà nó không có suy nghĩ ông Phật. Ông Phật ông giành giật dữ lắm mới được yên. Nếu ông giành giật bữa nay khói lửa triền miên nơi này, tôi chú khỏi ngồi đây. Xin sư huynh hỏi là sư huynh, thì người ta nói niệm Phật sẽ thành Phật và mình theo con đường Phật sẽ thành Phật. Nhưng mà từ đó giờ chưa thấy mà ai đã thành Phật bao giờ sư huynh, ngoài trừ vị Phật Thích Ca sư huynh. Tôi nói với mấy chú, Phật là không hình vô tướng, phải không? Nhiều khi chú cũng là cục đá, cũng là vị Phật đó. Biết sao vị Phật không? Thấy treo leo vậy đó, sao không lăn đè mấy tôi với chú với lại chết đi cho rồi. Yeah. Sao không rớt xuống dưới cho người ta chết đi? Dạ. Yeah. Mà ông đứng đó, ông nằm trên đó, ông treo leo trên đó anh chị. Mà cho chú nhìn thấy anh chị, cho chú nhìn thấy chắc không có cái cuộc xác sôi. Tranh tài tranh sức, tranh lực, tranh dụng gì đồng tiền. Làm khảo thảm thiền cho người khác. Nếu cho mấy chú thấy á, thấy sao được. Phật trong tâm mấy chú này chứ đâu đi tìm nó non núi. Nếu tâm chú nhận ra thấy Phật là thấy rồi đó. Còn chú đi niệm Phật mà chú giành giật, chú niệm niệm chi? Chú niệm mà chú giành giật thì thôi chú khỏi niệm chú ơi. Chú ở nhà luôn. Vậy là tu mà còn tham á, tham mình niệm nhiều hơn người ta, mình sẽ là Phật chức ta chứ. Chú lên và chú sao chú không lên Phật á, chú không xin tiền về đặng chú đi làm nhanh lợi. Mà chú lên và chú xứ á, chú xin tiền của bả về nhanh lợi chi? Rồi chú giết heo, giết bò, giết gà, giết vịt, chú lại chú cúng tiền người ta chi? Ta có ăn đâu? Dạ. Bả có ăn đâu? Cái tượng bả ngồi đó chứ bả có ăn đâu. Tại do con người mình làm, do cái tâm cái tánh mình à, tự suy nghĩ làm cả. Dạ. Hôm nay về nói đây á, mấy ông có lạ lạ gì xuất hiện kìa. Cho nó vui. Chú thấy cái cục đá hồi nãy tôi chỉ chú đơn giản đó, như cái đầu con rắn đó, chú thấy lạ chưa? Ai thấy không? Cục đá ai đục đẽo chi cho thành động rắn? Dạ đúng rồi. Mà nằm về vô gốc cây đó thì mấy chú đi mấy chú gặp không? Dễ gì mấy chú thấy được. Nhưng cái dù gì tôi nói với mấy chú, nó còn nhiều chuyện quyền bí lắm mấy chú. Cái từ mà tầm du di chánh đạo mới màu là sao nữa sư huynh? Tầm du di chánh đạo mới màu, tất nhiên á là chú
tầm cái du di, chú phải tránh những cái đạo tà ma ngoại đạo. Còn chú đi vô cái đạo chánh á, là đạo Phật, thầy đã dạy rồi, đâu còn gì để hỏi nữa. Coi theo đó đọc kỹ tầm câu sâu câu chân lý để làm, để làm người. Mà tà ma mà nó nhiều khi nó trà trộn vô giả bên chánh đạo sao sao nhận ra được ta. Nói với mấy chú, mấy chú làm á, hay là mọi người đời nó làm gì đó, không chuông kia treo sợi chỉ mạnh coi. Tới đây nếu mà chú không gành đường tu rồi đó, chú hửi khói độc chú cũng chết. Còn ta tu mà gành đường rồi đó, mà chân chánh nó mới còn, chứ không chân chánh sao còn được. Dạ. Nếu mà chú tu lại danh, chú tu tiền tài, chú tu vật chất thì chắc tới đây chắc chú cũng chặt đường, chú nằm chặt đường à. Mà chú thấy cái người ở trong cốc nhỏ nhỏ vậy, ta không nhanh lại chứ người ta đi ngoài đường à. À, ta ngao du à, mà thấy chú kia chú chết rồi mà chú không chết rồi, chú ngồi vậy à, chú đi nữa. Sư huynh nhìn em, nhìn em với cháu em đi theo con đường này có bị lạc đường quá không sư huynh? Chú đi con đường thật sao lạc được, còn chú đi vô con đường giả là chú bị lạc đó nha. Mà tại thấy bị khảo quá, khảo luôn. Bị khảo là do mấy chú tâm mình nhất định mình làm cái chuyện chánh trực và biết theo một vị vua trung trực thì không sai, quyết một lòng dù họ như thế nào mình cũng đi thẳng đường mình đi, không có sợ, không có sợ trục lợi, không có sợ ma quỷ súc sanh, mình đi theo tâm mình, người ta không bao giờ mà ma quỷ nó xâm chiếm mình được. Dạ. Nó đâu có dắt mình đi đâu được, nó đâu có rủ ghê mình đâu được. Thì chú xanh tâm ma nó rủ chú nhậu, chú nhậu, chú xanh tâm quỷ thì nó rủ chú chơi cờ bạc ấp huyện cờ đàn mỹ điếm thì chú đi theo nó vậy. Tâm ma là tâm ma ha. Vậy rồi cờ bạc rồi số đề đó ma. Dạ. Đó tôi nằm mơ tôi kêu chú ơi số ba mươi mấy đó chú quýnh cái chiều nay chú chết liền, chú không có gạo chú ăn, con chú đói, vợ chú khổ. Kinh nghiệm sử dụng thuốc dạ dày đông y thế hệ 2 điều trị viêm loét dạ dày tá tràng mãn tính, hạn chế bệnh tái phát, bạn bị viêm loét dạ dày tá tràng. Đời thống khổ thì nhiều người, nhiều chỗ khổ chứ không phải một chỗ khổ, cả năm châu mà còn khổ. Mình ngồi đây đều yên, người ta tiền bạc vật chất tiền tài chú thấy người ta bỏ, người ta chạy đó, bỏ của chạy lấy người. Giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ, khổ đủ thứ, nhiều cái để khổ sư huynh. Thì tôi nói với chú rồi, giàu thì cũng khổ, khổ cái lợi danh, nghèo á thì khổ về vật chất, nhưng chú á biết niệm Phật cho nó gần tâm thành lòng thì chú có khổ cách mấy đi nữa Phật ông cũng cứu mấy chú à. Chú thấy vậy chứ hữu ảnh vô hình, mà vô tình mình gặp Phật ở tại thế gian này mình mới sợ. Dạ. mình mang thân xác phàm, thân xác con người mình đâu có sung sướng đủ đủ thứ. Xuống đây cùng nhau mà trải nghiệp, gây nghiệp thì trải nghiệp, gây duyên thì hưởng duyên, gây phước thì hưởng phước, trồng đức thì hưởng đức, mà gây quả thì mang quả, chỉ thôi. Nhiều khi tôi nói nhiều cũng đâu có hay đâu, nhưng mà tôi nói về chuyện trời trời tay không, phải không? Việc đời này tôi đi, tôi tham quan rồi tôi để trong cái lòng tôi. Rồi sư huynh nghe nói sư huynh đi đến đâu là sư huynh xuống bút đến đó. Vậy chứ sao, hạ bút quyền cơ để trời định lực. Chứ mấy chú mà ca ca múa gào gào hát hát đó thì mấy chú đóng tuồng cải lương. Tuồng cải lương năm bộ cũ mềm, hôm nay ra vô Minh Hoàng hát tuồng cải lương. Dạ.
ta hát ở trên trời á, chú ơi. Đàn ta múa ta hát trên trời. Và trên đây nè, lên trên cao cao nè, hát múa cho nó vui. Còn ở dưới chú hát ai đâu nghe đâu. Rồi tôi nói một câu rồi chú nghe. Cái câu mà chim bay về núi thì đông á, tới chừng mà họ về họ chết trong vũng bùn đó thì chú nghe là lã nóc cục chứ. Chú ngủ cho lòng bên đây, chú có thành lòng đó, thành tâm đó. Chú thành tâm đó. Chú ở nhà chú không thành tâm. Bây giờ chú có ăn nè, cái nhà kế bên nè, chú đem tiền nè, lại chú cho người ta 50.000 nghèo thật, chú cho người ta vài 3 kg gạo khổ thật, người ta nấu người ta ăn. Mai chiều lỡ con người ta trúng số giàu lên, ta lại ta nói ông này nè, bữa đó nè, nhà mình khổ hết gạo nè, sống cơ cầu cực khổ nè, đầu đường xó chợ nè, giúp má với ba mình một túi gạo. Rồi hôm nay mình có tiền mình coi người ta coi, nhà cửa người ta coi, mình lo cho người ta chút đỉnh coi, mình trả lại cái công đức hồi xưa coi. Đó là nghiệp. Chú thấy người ta tội nghiệp sau này người ta gặp chú, người ta cũng tội nghiệp chú, người khác tội nghiệp chú. Dạ. Chú thương người này thì người khác thương lại chú, chứ đâu có cần phải mà chính thức người kia thương chú. Dạ. Người khác thương người ghét mà, kẻ giận người hờn. Sao? Xuống xuống.